cười muốn sang cười, cười muốn sang chấn tâm lý mới mà con ốm thì không chăm con đi khóc thuê trời ơi khổ thật sự nhiều con nó rảnh thật sự luôn mọi người nhiều khi không biết là ngày bố nó chết mẹ nó chết mà chúng nó có khóc được một cách nức nở như vậy không thì tôi không biết nha trời ơi Tao cũng mong chúng mày cái ngày bố mẹ chúng mày chết ý Người thân chúng mày chết Chúng mày khóc nấc lên thì như kiểu Tao cũng xin là quỳ lại Người giàu tình cảm Xem mà thì mẹ buồn cười ý mọi người Trời ơi tao nói Thân thể vàng ngọc cha mẹ cho Cha mẹ thì trả xăm hình lên Xăm hình cái thứ rời ơi đất hỡi Chá hiểu chuyện gì Trên thân thể của mình ấy Chỉ nên xăm cha xăm mẹ Xăm con của mình mà thôi Thân thể đấy không thể để xăm tên những cái bọn gọi là Khác máu mà tanh nòng được Gì đi gì Xin lỗi đi kể cả chồng hay vợ Cũng không nên xăm tên nhau Bởi vì cũng sẽ có ngày Ly hôn và chia ly Lúc đó yêu người mới lấy người mới lại xăm đè tôi khuyên mấy bà mấy ông mấy cha mấy má mấy ba mấy mẹ ha khi yêu khi thương thì cũng đừng có dại dột mà xăm tên xăm mặt xăm hình của một người không phải máu mủ ruột già của mình nhá yeah. chúng ta chỉ nên xăm hình cha mẹ chúng ta lên người và con cái chúng ta lên người xăm tên của cha mẹ và con cái chấm hết bởi vì chồng hoặc vợ Bỏ chồng này lấy chồng mới Bỏ vợ này lấy vợ mới Tuyệt đối không có gì là mãi mãi Trong hai từ thứ, thứ gọi là tình yêu Chúng ta chỉ có một tình yêu với con chúng ta Và có một sự tôn thờ với cha mẹ chúng ta mà thôi Hãy nhớ điều đó Trời ơi đến khi ối rồi ôi ơi. Buồn cười nhà Khương Trần nhà chúng ta không thể bỏ con chúng ta được cha mẹ không thể bỏ con và con không thể quên ơn cha mẹ đó là hai cái bắt buộc chúng ta phải nhớ nhưng chồng không lấy thằng này tao lấy thằng khác tao bỏ thằng này tao lấy thằng khác vợ cũng vậy không có cái gì là mãi mãi trong cái chữ tình yêu cả <laughs> chán mới đời ạ ăn trần lê ạ Mấy con nó chửi em để em không biết là mai con chúng nó ăn cái gì buổi sáng Đấy Cũng sắp Tết đến nơi rồi Không hiểu là chúng nó chửi em Tết này chúng nó có được à, Bao nhiêu tiền cho bố cho mẹ chúng nó ăn Tết Mẹ có khi bố mẹ Bố mẹ ốm đau bệnh tật còn chưa được viên thuốc vào mồm Nhưng mà phải búc vé máy bay để đi Khóc thuê cho con cuồn cuộn Mấy bà hiểu không? Đời nó khổ thế đấy Có nhiều đứa nó khổ thế đấy Thà là mày thật giàu, mày thật nhiều tiền Mày khóc vợ, khóc thuê thế nào cũng được vì mình có tiền Mẹ nhưng mà nhìn giao diện của bọn đấy Toàn cái bọn mẹ mày lo ăn chạy ăn từng bữa Khóc thuê Để làm gì Các bạn nghĩ xem để làm cái gì mạng xã hội hay ngoài đời nó chỉ là cuộc chơi thôi Lo cho gia đình mình là trên hết nhé Son bữa em mua màu 20 à chị còn màu khác không màu đỏ cam có không chị Em xài cây số 20 nghìn giờ muốn mua cây đỏ cam đỏ cam mà số 17 Kiếm tiền youtube à, tao lại mày CV để ở Việt Nam account Việt Nam thì kiếm được mấy đồng Chắc mình chúng mày có kênh Youtube Lộn ruột Tôi thật đời tôi Yêu thích một giọng ca Yêu thích một cách diễn xuất của một diễn viên Của một ca sĩ thì có Nhưng bảo tôi à, gọi là thần tượng đội lên đầu là không có Mình thích một mảng Tài năng nào đó Ví dụ có những người nấu ăn tôi cũng thích Có những người hát trèo tôi cũng thích Có những người mà đóng kịch tôi cũng thích có những người là một diễn giả tôi cũng thích có những người kể cả là có những người